Từ quý 4 năm 2022 đến hết quý 1 năm 2023, hai trong số 4 lò cao của công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quốc phải tạm dừng hoạt động do tồn kho quá lớn lên đến 500.000 tấn thép. Thị trường phục hồi đến tháng 4 và tháng 7 vừa qua, công ty đã đưa hai lò cao hoạt động trở lại. Đến nay, cả 4 lò cao đều hoạt động đảm bảo như công suất thiết kế, tương ứng mỗi ngày sản xuất đạt 10.000 tấn thép để cung ứng ra thị trường. Nhờ đó, trong 8 tháng năm 2023, công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quốc đã sản xuất 2,7 triệu tấn thép, vượt 8% kế hoạch cả năm. Để đạt kết quả này, công ty chuyển từ sản xuất theo năng lực sang sản xuất theo thị trường để ứng phó với diễn biến của thị trường, hạn chế tối đa hàng tồn kho. Sau khi chúng tôi phục hồi lại tất cả cái lò cao để đưa vào sản xuất, nâng công suất đạt tối đa thì đến nay thì cái sản lượng thép của chúng tôi đã đạt cái thiết kế và đã đưa ra thị trường hấp thụ tương đối là tốt. Dự kiến thì trong quý 4 năm 2023 này thì sản lượng thép vẫn đang duy trì sản xuất tốt với cái công suất sản xuất của công ty. Một sản phẩm công nghiệp chủ lực khác của tỉnh Quảng Ngãi là sản phẩm lọc dầu của công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn. Trong thời gian qua, sản xuất ổn định đúng như kế hoạch đề ra. Đến cuối tháng 8, công ty đã sản xuất 4,85 triệu tấn, đạt 79% kế hoạch năm 2023. Ngoài sản phẩm lọc dầu tăng 4,9%, trong 8 tháng đầu năm, Quảng Ngãi có một số sản phẩm khác tăng khá như đá, khai thác tăng 9,8%, phân bón tăng 11,6%, quần áo may mặc tăng 14,6%. Nhiều doanh nghiệp năng động tìm đầu ra sản phẩm, có đơn đặt hàng đến hết quý 1 năm 2024. Quy nguyên của chúng tôi là duy trì được, đảm bảo được cái kế hoạch hàng hóa từ đầu năm đến giờ không có bị ảnh hưởng, và cái kế hoạch sắp tới nó rơi vào là kế hoạch đã đầy kín đến tháng 3 năm 2024 rồi. Đó là về tình hình sản xuất, mà về cái phát triển của công ty thì cũng đang còn từng bước tuyển dụng và phát triển thêm. Tính chung 8 tháng năm 2023, giá trị công nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi tăng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Với đà này, theo dự báo của Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi, năm 2023, hai sản phẩm chủ lực của tỉnh Quảng Ngãi là lọc dầu và thép sẽ sản xuất vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, sản phẩm lọc dầu vượt 1 tấn và thép vượt 2 triệu tấn. Riêng sản phẩm thép, nếu cứ tăng 1 triệu tấn, sẽ giúp tổng sản phẩm GRDP của tỉnh Quảng Ngãi tăng 1%. Điều này sẽ đưa ngành công nghiệp tăng trưởng dương, dẫn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi tăng trưởng dương. Với hai sản phẩm chủ lực này đi vào hoạt động, nó tan như thế, và đồng thời các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp cũng dần dần đi vào ổn định, và đặc biệt một số sản phẩm chủ lực mình cũng có tăng trưởng khá. Chính vì thế nên là góp phần là dự kiến là tăng trưởng cả năm mình thì dự kiến khoảng đạt là 2,42%. Riêng đối với công nghiệp thì dự kiến là tăng trưởng dương là khoảng 2,3% so với kế hoạch là mình âm 14,3%, thì cái góp phần của công nghiệp rất là lớn trong cái tăng trưởng của toàn tỉnh như vậy, và nó góp phần là thứ nhất là công nghiệp mình không âm và tăng trưởng cả tỉnh không âm. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, phục hồi chậm, nhưng công nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi đã đảo chiều tăng trưởng trở lại là tín hiệu đáng mừng. Một khi công nghiệp tăng trưởng sẽ tạo ra nguồn thu lớn. Theo dự báo, năm 2023, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục thu ngân sách vượt dự toán trung ương giao từ 4.000 đến 4.500 tỷ đồng. Đây là cơ sở để tỉnh Quảng Ngãi có điều kiện tăng chi đầu tư và thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần đưa Quảng Ngãi phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.